Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Chiều 18 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ, 39 tuổi, ngụ quận 12, trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Nam Phương. Và Nguyễn Đức Thành Huy, 35 tuổi, quê Bình Định, về tội mua bán trái phép chất độc. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trước đó, một người dân phát hiện gói hàng chứa chất bột màu trắng được giao nhầm đến trước cửa nhà. Qua kết quả giám định của lực lượng chức năng xác định, gói hàng trên có chứa 300g chất độc Cyanua. Lần theo những dấu vết manh mối để lại, công an quận Bình Thạnh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Đức Thành Huy, sinh năm 1989, cư trú xã Cát Chánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 1 kg cyanua được cất giấu tại nhà kẻ này để bán online. Cụ thể, Nguyễn Đức Thành Huy đã sử dụng trang Facebook có tên Hóa chất Nam Phương và Hóa chất Si Mạ để quảng cáo, trao đổi, mua bán chất độc cyanua. Khi có khách hàng cần mua, Huy đóng gói, giao cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng, thu hộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2023 đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Đức Thành Huy đã bán hơn 100 kg chất độc cyanua cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đáng chú ý, có 16 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận mua chất độc cyanua nhằm mục đích chấm dứt cuộc đời. Trong đó, hai trường hợp may mắn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. 14 trường hợp còn lại từ bỏ ý định và tự tiêu hủy số cyanua đã mua. Mở rộng điều tra, truy xét nguồn gốc cyanua Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Ngô Thị Như Huệ, sinh năm 1985, cư trú quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Nam Phương. Lợi dụng vị trí công việc và sự quản lý lỏng lẻo hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, nguy hiểm của chủ doanh nghiệp, Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán chất độc cyanua của công ty Nam Phương với các đối tác để tuồn ra ngoài, bán lại cho người khác để hưởng tranh lệch. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định từ năm 2019 đến nay, Ngô Thị Như Huệ đã bán 2,55 tấn chất độc Cyanua với tổng số tiền thu được là 373 triệu đồng cho 11 khách hàng. Theo cơ quan điều tra, Huy được xác định là khách hàng mua chất độc Cyanua về để bán lại kiếm lời bất chính. Các trường hợp còn lại đều sử dụng vào việc khai khoáng và chế tác kim loại. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Theo chuyên gia khí tượng Thủy Văn quốc gia áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh, khả năng mạnh lên thành bão số 4 thời gian tới, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Hoàn lưu trước áp thấp nhiệt đới, bão có thể gây mưa rào và rông cho khu vực Trung Trung Bộ ngay ngày 18 tháng 9. Thời gian để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão lần này ngắn hơn nhiều so với bão số 3 Iazi. Dự báo khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 200 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11. 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Trên đất liền, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa từ ngày 19 tháng 9 đến hết ngày 21 tháng 9 khu vực này khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng. Ngoài ra, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, dự báo nhiều tỉnh thành ở miền Trung mưa to đến rất to, có thể gây ra lũ và lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập úng ở đô thị. Đài ký tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo khả năng từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, địa phương này có mưa to, tổng lượng phổ biến từ 100mm đến 200mm, có nơi trên 300mm. Dự báo, mưa lớn khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phát đi thông báo đề nghị các địa phương, ban ngành chủ động ứng phó trước khi mưa lũ xảy ra. Theo đó, khẩn trương bố trí lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, địa phương này cũng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 70mm đến 150mm, có nơi trên 180mm. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Ngập úng ở các khu vực trũng thấp, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu đô thị. Tại thành phố Đà Nẵng, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa lũ có thể xảy ra. Ngày 17 tháng 9, ngay khi tiếp nhận phản ánh của người dân đang sinh sống tại tổ dân phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về việc nước ngập sau mưa đổi màu đen và đỏ bất thường. Cụ thể do mưa lớn gây ngập lụt đoạn đường qua tổ dân phố phú minh sau khi nước cao đã biến đổi màu bất thường có những khu vực ngập nước chuyển sang màu đỏ hoặc đen tràn vào nhà dân khiến giao thông trong khu vực gặp nhiều khó khăn phản ánh của người dân địa phương cho biết hiện tượng ngập lụt tại đây thường xuất hiện sau mưa lớn nhưng hiện tượng dòng nước đổi màu xuất hiện từ cống ngầm của cụm công nghiệp gần đó đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này theo đại diện Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã chủ động kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, nước đã rút hết, chưa thể đánh giá chính xác sự việc. Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã giao nhiệm vụ cho công an quận và phòng tài nguyên và môi trường phối hợp tiếp tục điều tra, nếu có vi phạm về môi trường sẽ xử lý nghiêm. Liên quan đến vụ việc, đại diện Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhới 2 cũng cho biết địa phương hiện có cụm công nghiệp hoạt động nhiều năm qua. Do vướng mắc và tranh chấp, việc di rời cụm công nghiệp này chưa được giải quyết dứt điểm. Sau bão EAG và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất, khiến nhiều địa phương phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, Lào Cai là tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất. Riêng trận sạt lở, lũ quét tại Làng Nủ, huyện Bảo Yên đã săn phẳng 33 nóc nhà. Làng Nủ trải qua đại nạn nhưng bà con dân tộc Tây nơi đây dường như vẫn chưa hình dung hết những gì đã xảy ra. Như ác mộng, nhiều người nhắc đến điều này bởi nhiều năm qua nơi đây vẫn là chốn yên bình. Nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn là nỗi ám ảnh. Ở làng nủ, cơn mưa giờ đã thành nỗi ám ảnh của người dân. Theo lời của người dân, ở các tỉnh miền Trung, trước khi sạt lở thì trên lưng núi xuất hiện vài con suối lạ như lời cảnh báo của thiên nhiên. Sau đó là nước đục ngầu màu đất tuôn chảy. Còn ở thôn làng nủ, tất cả như một âm mưu bí mật của thiên nhiên. Nhiều người khi được hỏi, thử nhớ lại là đã thấy điều gì lạ thường trước đó, thì ai nấy đều lắc đầu, không thấy gì lạ, cho tới khi nghe tiếng ầm ầm như máy bay trực thăng, như chiếc xe chở hàng quá tải lên dốc. Sau đó thì thôn làng nủ tan hoang. Trong khi đó, theo các chuyên gia, có 5 nguyên nhân khiến lũ quét sạt lở tàn phá làng nủ, gồm yếu tố địa hình, độ dốc, địa chất, ảnh hưởng biến đổi khí hậu với những đợt mưa lớn sau bão là nguyên nhân kích hoạt lũ quét, sạt lở tại làng Nủ, tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh vùng núi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Lựu, điều phối viên chương trình thạc sĩ công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước, trường Đại học Việt Đức cho biết có nhiều nguyên nhân gây ra lũ quét nhưng chủ yếu do mưa nhiều và tích tụ nước trên đỉnh đồi núi có nền địa chất yếu sau các trận mưa lớn và dài. Khi ngậm nhiều nước, liên kết trong đất trên các đồi núi chọc trở nên lỏng lẻo, bị tơi ra gây ra sạt lở và lũ quét. Ngoài ra, hiện tượng sạt lở đất là hậu quả của sự xuất hiện các chấn động địa chất tự nhiên do hiện tượng phong hóa hoặc thay đổi độ ẩm trong đất, dịch chuyển của kết cấu bảo vệ của phần chân của mái dốc. Kết quả của những chấn động tự nhiên làm mất liên kết của đất, đá trên sườn đồi và núi ở vùng có địa hình dốc lớn, địa chất yếu, có độ rộng lớn, vùng đất pha cát, đá và vùng rừng thưa. Nó cũng có thể do địa hình ở đồi núi cao, dốc lớn xây dựng công trình thiếu nghiên cứu các yếu tố địa chất. Song thạc sĩ Thái Bá Ngọc, chuyên gia về địa chất môi trường, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Mặc dù yếu tố kích hoạt trượt lở đất đá là mưa lớn, việc có xảy ra sạt lở đất hay không còn tùy thuộc vào tính chất địa hình, độ dốc, địa chất ở nơi khác nhau. Điều này cũng lý giải nguyên nhân các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng hứng chịu lũ quét, sạt lở hàng loạt. Bên cạnh đó, chuyên gia đánh giá sự chuyển pha từ El Nino sang La Nina khiến thời tiết phức tạp, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến La Nina có yếu tố dị thường, tác động mạnh hơn khiến mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng và kéo dài. Ngoài ra, tại các sông hoặc sườn dốc có độ dốc cao và các mái dốc chịu tác động của hoạt động của con người như phá rừng và cắt xẻ dốc có khuynh hướng phổ biến xảy ra tai biến địa chất. Trong trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, anh Sòng Xeo Vũ, 29 tuổi, người dân của thôn đã không quản đến an toàn của bản thân. Liều mình vượt qua dòng lũ và đã cứu được 5 người. Anh Vũ cho biết, hôm đó anh cùng một số họ hàng sang nhà anh trai bắt cá. Khi đang đứng giữa sân chia cá cho từng nhà, anh nghe tiếng ầm ầm từ trên cao. Ngước nhìn về phía thôn, một cột bùn đất như thác bất ngờ đổ ập xuống, cuốn trôi nhiều nhà cửa, trong đó có nhà của anh. Anh Vũ hoảng loạn chạy về may mắn cứu được con của mình đang mắc kẹt ở bụi tre. Đưa được con lên bờ, anh thấy bờ bên có 5 người mắc kẹt đang kêu cứu. Lúc này, anh không quản nguy hiểm, xông ra giữa dòng nước xiết đưa họ vào an toàn. Anh Vũ chia sẻ, lúc đó nước lũ có thể tiếp tục ập xuống rất nguy hiểm, nhưng thời khắc như vậy mình không nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là trên hết. Anh Ma A Vung, 27 tuổi một người đã được anh Vũ cứu trong vụ sạt lở chia sẻ. Ngay khi nghe tiếng ầm ầm trên đỉnh đồi, cùng tiếng đá đập vào nhau, phát ra những tiếng nổ lớn như sấm rền. Anh Vung vừa chạy ra khỏi nhà thì nước lũ trên đỉnh ập xuống, cuốn anh theo dòng nước. Anh Vung kể, tôi rất may mắn, căn nhà mình trôi phía sau đã che chắn những hòn đá lớn, không đập vào người. Tôi bị trôi khoảng hơn 200 mét thì bị dòng xoáy cuốn vào gốc cây và bị mắc kẹt ở đó, cho đến khi được anh Vũ cứu. Khi bị mắc kẹt ở gốc cây, anh Vung đã cố lấy hết sức kêu cứu. Rất may, anh Vũ vừa cứu con trai mình lên bờ, nghe thấy tiếng hô hoán đã liều mình ào ra giữa dòng nước lũ cứu anh Vung vào bờ an toàn. Chị Tráng Thị Lai, 41 tuổi ở thôn Nậm Tông cũng cho biết, gia đình chị sống sót là điều thần kỳ nhờ vào sự dũng cảm của anh Vũ. Rất may, chị cùng với con và cháu nội đều đã thoát nạn. cả ba người đang được điều trị tại các bệnh viện và sức khỏe của mọi người đã ổn định. Trước đó, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bất ngờ đổ sập xuống sau những ngày mưa lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, khung cảnh nơi đây trở nên hoang tàn. Hàng nghìn khối đất đá, cây cối theo dòng suối trôi xuống, san phẳng nơi sinh sống của các hộ dân thôn Nậm Tông. Vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng về người và của. Trong những ngày qua, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá sạt lở xuống rất nhiều.